Giáp tối thượng đô đốc huyền ảnh cùng súng nâng cấp AC-32 mới đã chính thức mở bán từ 27 tháng 8 đến 26 tháng 9. Sẵn sàng chinh phục đại dương với trọn bộ skin cao cấp, ngoại trang tối thượng mới và súng nâng cấp AC-32 thủy quái, độc quyền hiệu ứng hàm cá mập cực chất. Và còn nhiều phần thưởng độc quyền khác chỉ có tại vòng xoay này. Đặc biệt, tích lũy neo vàng để đổi vật phẩm tái bản, giáp tối thượng Hải Vương Thịnh Nộ cùng súng nâng cấp M416 thủy triều dậy sóng. Mở bán giới hạn từ 27 tháng 8 đến 26 tháng 9 tại vòng xoay giáp tối thượng mới PUBG Mobile và sở hữu ngay hôm nay.